chính lời tuyệt đối không bao giờ được nói ra với bất cứ ai. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học im lặng. Lời nói của con người không khác gì mũi tên. Một khi đã phát ra thì không bao giờ có thể thu lại được. Người xưa đã từng đúc kết: lời nói đổi máu. Một lời nói ra có thể đem lại hạnh phúc cho bản thân hoặc cho những người xung quanh. Ngược lại, có những lời nói ra có thể làm tổn thương, thậm chí là giết chết một con người. Vì vậy, ai cũng phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Đừng tùy tiện mà phát ngôn, cũng đừng nói chỉ để cho sướng miệng, để rồi lại phải ôm mối hận suốt đời vì những lời nói của mình gây ra. Không chỉ thế, lời nói cũng phản ánh tư duy, nhân cách và bản chất của mỗi con người. Vì vậy, nếu không thận trọng trong lời nói, chúng ta sẽ trở thành kẻ thô lỗ, thiếu nhân cách. Và sau đây là chính lời mà dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được nói ra để tránh hậu họa về sau. Mời quý vị cùng theo dõi nhé. 1. Không nên nói những lời riêng tư. Mỗi người cần một căn phòng, một căn hộ, không phải chỉ để che mưa, che nắng vì an toàn, mà điều quan trọng nữa là vì sự riêng tư của bản thân. Bạn mặc quần áo là để giữ ấm, nhưng điều quan trọng là để che giấu đi cơ thể của mình. Mỗi người đều có những điều riêng tư của bản thân mình. Bạn không muốn người khác biết việc riêng tư của mình, cũng như người khác không muốn ai nói ra bất cứ điều riêng tư nào của bản thân họ cả. Cho dù việc bạn nói ra việc riêng tư của người khác mà không bị họ phản kháng lại, thì cũng cho thấy bạn là người không có hậu phúc. Vì thế, để tôn trọng lẫn nhau, thì việc trước hết là cần phải tôn trọng việc riêng tư của nhau. Thứ hai, không nói lời sàm ngôn vô ích trong lúc giận dữ. Lúc giận dữ, người ta thường cố gắng tìm những từ ngữ cay độc nhất, những lời nói nghiệt ngã nhất để thỏa mãn lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt. Những lúc như thế, bất cứ lời nói nào cũng có thể làm tổn thương người khác. Nó sẽ tạo ra những vết thương đẩy hai người xa nhau hơn. Đôi khi, những lời nói trong lúc giận dữ khiến ta phải ân hận suốt đời. Vì vậy, khi giận dữ là lúc chúng ta nên biết tự kiềm chế cảm xúc của bản thân nhiều nhất. Đừng nói bất cứ điều gì, không trả lời, cũng không đưa ra quyết định gì cả. Bởi khi giận dữ là lúc lý trí bị cảm xúc lấn át. Mọi lời nói trong thời điểm ấy đều có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp. Thứ ba, không nói lời đánh giá đức hạnh của người khác. Điều chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Vì vậy, đừng chỉ nhìn một vài hành động mà vội vàng đánh giá đức hạnh của người khác. Bạn đã từng nghe câu chuyện sau đây chưa? Nghe xong điện thoại, ông bác sĩ khoác áo vội vàng đi tới bệnh viện. Đến nơi, ông liền thay áo để vào phòng mổ. Ngay trước cửa phòng, có người nhà bệnh nhân đang đợi. Đó là người cha của cậu bé. Ông này tỏ thái độ cáu giận khi vừa nhìn thấy bác sĩ đang bước tới. Ông làm gì mà giờ mới tới? Cứu người như cứu hỏa, làm sao chờ được ông trong khi con trai tôi đang nguy kịch? Ông có thấy mình có trách nhiệm nghề nghiệp hay không vậy? Vị bác sĩ này vẫn điềm đạm trả lời, không một chút giận dữ nào. Tôi xin lỗi, lúc này không phải ca tôi trực, nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng,
vừa nhận được điện báo là tôi đến đây ngay, và lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật. Người cha càng nổi giận. Tịnh tâm à, nếu con trai ông đang nằm trong phòng cấp cứu thế kia thì ông có thể tịnh tâm nổi không? Nếu con trai ông sắp chết, ông có thể đủng đỉnh như thế được không? Vị bác sĩ điềm tĩnh mỉm cười trả lời. Tôi sẽ nói điều mà ông Job đã nói trong Kinh Thánh. Thân trần truồng sinh từ bụi đất. Tôi sẽ trở về bụi đất thân trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa. Tôi cũng như các bác sĩ, không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai mình đi. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân dụng Thiên Chúa. Người cha phàn nàn. Ông không ở vị trí người khác, nên dễ khuyên răng quá nhỉ? Vị bác sĩ im lặng đi vào phòng mổ, và ông miệt mài nhiều giờ liền trong đó. Xong buổi phẫu thuật, ông vui vẻ bước ra. Tạ ơn Chúa lòng thành, con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết thì hãy hỏi cô y tá vừa giúp tôi. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ đi thẳng và rời khỏi bệnh viện. Ngay khi nhìn thấy dáng dấp của y tá xuất hiện, người cha càm ràm. Cứ là bác sĩ thì cao ngạo như vậy chứ. Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết tình trạng sức khỏe của con trai tôi. Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt trong xúc động. Cô chậm rãi trả lời. Con trai duy nhất của vị bác sĩ ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm nay, bác sĩ đang lo tang sự cho cậu con. Thế nhưng, vừa nhận được điện báo, bác sĩ vội tới ngay để cứu con trai ông đấy. Bây giờ thì bác sĩ trở về, tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình. Rõ ràng, việc vội vàng đưa ra những nhận xét, đánh giá về phẩm hạnh hay đạo đức của người khác là một hành động vô cùng ngu ngốc. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, chúng ta mới có sự đồng cảm mà có thể chia sẻ những nỗi đau, những cay đắng mà họ phải chịu đựng. Ai cũng có những khiếm khuyết. Vì vậy, đừng buông lời đàm tiếu đánh giá đức hạnh của người khác, bởi rất có thể chúng ta không thể cư xử được như họ. Thứ tư, không nói lời độc ngôn tổn hại đến danh dự người khác. Kiếm làm tổn hại thân thể, ngôn từ làm tổn thương tâm hồn. Lời nói độc địa có thể làm tổn thương trái tim người phải nhận những lời nói đó. Khi bạn làm tổn thương người khác, hạ thấp danh dự của họ, chắc chắn họ sẽ có hành động đáp trả làm tổn thương bạn. Thế là, lời nói độc địa từ miệng ta lại chính là lưỡi kiếm kia làm tổn thương chính tâm hồn mình. Đừng khẩu nghiệp rồi rước họa vào thân. Những người thường dùng những lời nói cay độc làm tổn thương người khác giống như kẻ bị mắc bệnh truyền nhiễm, chẳng ai muốn lại gần cả. Những lời nói cay độc chẳng thể làm cho cuộc đời bạn tốt đẹp hơn. Ngược lại, nó chỉ chứng tỏ sự thiếu hụt về phẩm hạnh, sự khuyết tật về nhân cách trong con người ta mà thôi. Thứ năm, không nói lời đánh giá gia cảnh của người khác. Chẳng ai có thể lựa chọn được hoàn cảnh sống của mình cả. Giàu có hay nghèo khó đều là do số mệnh an bài. Tuy nhiên, phẩm chất và nhân cách của con người không được quy định bởi hoàn cảnh sống. Có kẻ giàu mà có tâm hồn nhơ bẩn, ăn xương, hút máu người khác. Có kẻ nghèo khó mà tâm hồn trong sáng, luôn yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Nhân cách con người mới là cái đáng quý. Của cái vật chất, dù có nhiều mà tâm hồn thâm độc, mưu mô hại người, thì không bằng một người nghèo khó nhưng tâm hồn rộng mở, luôn yêu thương giúp đỡ người khác.
Không chỉ thế, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Hôm nay có thể đang giàu có, tiền bạc như núi, nhưng ngày mai có thể chẳng có một đồng nào trong túi. Vì vậy, đừng vì tiền bạc mà tỏ thái độ khinh thường người khác. Cũng đừng vì nghèo khó mà tự ti, mặc cảm. Ở cuộc đời này, tham phú, phù bần là biểu hiện của kẻ tiểu nhân, bỉ ổi. Thế nên, đừng nhìn hoàn cảnh sống của người khác mà đánh giá, phán xét hay dè biểu họ. Hãy nhìn cách họ sống, cách họ đối xử với những người xung quanh. Thứ sáu, không nói lời đánh giá học thức về người khác. Ai cũng có thế mạnh, có sở trường riêng của mình. Không thể cho mèo và cá thi bơi, không thể cho rùa và sóc cùng leo cây. Có những điều người này biết, người kia lại không biết, và ngược lại. Càng học nhiều, người ta càng thấy mình nhỏ bé, càng thấy cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Khiêm tốn là biểu hiện của một người hiểu biết. Ngược lại, kẻ ngu ngốc mới luôn hên hoang, tự đắc, tự cho mình là hiểu biết. Vì thế, không nên dại dột mà chê bai bất cứ ai. Hãy làm tốt công việc của mình, khi đó bạn sẽ được mọi người tôn trọng và yêu quý. Thứ bảy, không nói lời khoe khoang khoác lác. Những người ăn tục, nói phét, chỉ trích, tự tô vẽ bản thân để tạo hư danh thì không bao giờ có được thành công trong cuộc đời này. Càng nói nhiều, càng nói quá, càng khiến cho thiên hạ chê cười. Hãy nhớ rằng, lời nói dối có thể lừa được một, hai người, đâu có thể lừa được cả thiên hạ. Lời khoe mẽ có thể được tin trong một, hai lần đầu, nhưng có ai lừa được nhau cả đời? Tốt nhất nên có gì nói vậy, thậm chí không nên nói bất cứ điều gì về bản thân mình. Hãy để cho những người xung quanh tự cảm nhận về năng lực và phẩm chất của bản thân. Những bậc thông tuệ nhất đều là những kẻ đại trí giả ngu, chứ cái gì cũng bô bô cho xung quanh biết hết, thì ông cũng chỉ là người nông cạn, dễ đối phó. Đừng để người khác phải coi thường, nói ít lại và làm nhiều lên. Thứ tám, không nói lời giải thích đúng sai là không cần thiết. Người hiểu bạn thì không cần phải giải thích. Người không hiểu, giải thích thì cũng chỉ mất công. Rất nhiều chuyện trên đời, đúng sai đã tưởng chỉ có người ngu dốt hoặc kẻ mù mắt là mới không nhìn ra. Vì thế, không cần phải tốn công để nhất mực giải thích, cầu cạnh, rồi lại khổ tâm vì không được thấu hiểu. Chân lý luôn có giá trị của nó. Chỉ cần bạn không làm gì sai, chỉ cần không trái với lương tâm, không trái với luân thường đạo lý, người thấu lý đạt tình chắc chắn sẽ hiểu, không cần phải phân bua dài dòng. Có nhiều khi mình đã nói hết nước hết cái nhưng người ta vẫn không nghe, thì cứ để thời gian trả lời tất cả. Cây ngay không sợ chết đứng, người tốt không sợ tiểu nhân. Những lúc như vậy, hãy hành động thay vì lời nói sẽ giúp bạn thanh thản hơn nhiều. Thứ chín, không nói lời nhờ vả không cần thiết. Ai cũng có công việc, có những lo toan của riêng mình. Ai cũng cần thời gian để giải quyết những rắc rối của bản thân mình. Do đó, đừng cứ động có chút chuyện cũng lại nhờ vả người khác. Kẻ nhu nhược, hèn mọn mới thích nhờ vả. Trong cuộc đời này, những người chấp nhận giúp bạn chính là những người yêu thương và trân trọng bạn. Nếu cứ động chút việc mà nhờ vả, thì chẳng khác nào đang lợi dụng lòng tốt và tình yêu thương của họ. Khi bị lợi dụng quá nhiều, sớm muộn họ cũng sẽ tìm cách
rời xa bạn mà thôi. Hơn nữa, chẳng ai có thể ở bên cạnh bạn suốt đời để cho bạn nhờ vả cả. Vì vậy, hãy cố gắng tự làm những việc mình có thể làm. Đừng biến mình trở thành kẻ hèn mọn, động chút là kêu than nhờ giúp đỡ. Quý vị thân mến, lời nói là tấm gương của tâm hồn. Anh nói như thế nào, anh là người như vậy. Người khác có thể nhìn thấu tâm hồn, tính cách và phẩm chất của bạn qua những điều mà bạn nói hằng ngày. Vì vậy, đừng nói những lời cay độc, cũng không nên nói những điều thừa thải khoe khoang. Hãy học cách im lặng, chỉ nói những điều đáng nói mà thôi. Ngạn ngữ Anh có câu, lời nói đẹp, đó là chi phí thấp nhất để thu lợi cao nhất. Vì vậy, nếu không thể thốt ra những lời nói đẹp đẽ, thì tốt nhất nên im lặng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Thank you.